Chào mừng bạn đã ghé thăm channel của Ngọc Anh. Đây là góc nhỏ sáng tạo, nơi mình chia sẻ những đam mê về nghệ thuật và cuộc sống. Ngọc Anh đã quay trở lại rồi đây với Journal Anatomy. Mình nghĩ đây là playlist được mong đợi nhiều nhất. Ngọc Anh rất là vui khi mà các bạn đã xem video và vẽ theo rồi gửi thành quả về cho mình. Vậy nên không để các bạn chờ lâu, video lần này sẽ là quá trình mình lên ý tưởng cho Journal Challenge ngày 12. Thường thường thì Ngọc Anh sẽ lấy ý tưởng trên Pinterest. Mình sẽ lên Pinterest, sau đó là vào phần tìm kiếm, đánh những keyword có nội dung liên quan. Như lần này sẽ là make up và lựa chọn bức tranh mà mình yêu thích. Thường thường Ngọc Anh sẽ luôn lưu lại các chủ đề mà mình thích, sau đó cho vào một tập để phân loại, có thể là những ý tưởng cho bullet journal, cho calligraphy, sketch hay là màu nước. Trong mảng màu nước thì mình còn chia thành các tab nhỏ với chủ đề liên quan. Sau khi mà tìm được cái bức tranh mà mình ưng ý rồi ấy, thì chúng ta bắt đầu sang bước tiếp theo. Dùng bút chì phác thảo lại. Nói về nghệ thuật thì thực sự là không có bất cứ tác phẩm nào là original cả. Trong cuốn sách Still an Artist của Austin Kleon, tác giả có viết rằng một người nghệ sĩ thực thụ luôn hiểu rằng không có gì là từ trên trời rơi xuống cả. Tất cả các sản phẩm sáng tạo đều được xây dựng từ những thứ trước đó. Không có bất cứ tác phẩm nào là hoàn toàn nguyên bản cả. Cứ khi nào mà cần vẽ hình tròn ấy, mình lại lục tung nhà lên để tìm những kích thước tương ứng. Cái này quá nhỏ rồi. Vẫn nhỏ. Có to hơn một tí nhưng vẫn không ăn thua. Cái này thì quá to. Phải xuống bếp cầu cứu mẹ thôi. Đây, đúng rồi, kích cỡ vừa phải. Sau bước phác thảo thì mình sẽ dùng bút liner để tô lại nét. Ngọc Anh xin khẳng định lại là mình không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Mình không học hay làm bất cứ cái gì liên quan đến nghệ thuật cả. Vậy nên những gì mình làm ấy có thể là ngẫu hứng của bản thân thôi, không có phương pháp gì cả. Hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn mới bắt đầu. Sau bước liner sẽ là bước thêm chi tiết. Theo phong cách của Ngọc Anh thì Ngọc Anh thường dùng pháp stippler. Nếu bạn chưa xem video về phương pháp stippler thì mình có để link ở phía dưới nhé. Hãy lấy ý tưởng từ nhiều nguồn gây cảm hứng cho bạn. Ví dụ như là trong các bộ phim, những bản nhạc, những quyển sách, những bức tranh và nhiều nguồn sáng tạo khác nữa. Nhiệm vụ của người nghệ sĩ là hãy sưu tầm. Nhưng mà sưu tầm không có nghĩa là thu thập bừa bãi, mà chỉ lựa chọn những thứ mà bạn thực sự thích, những ý tưởng mà bạn thấy có sự kết nối, rồi biến nó thành của mình. Sau bước stippler sẽ là bước tô màu nước. Như các bạn nhìn thấy là mình hoàn toàn theo ngẫu hứng thôi, chứ không có bài bản phương pháp gì cả. Đầu tiên mình sẽ dùng chổi. Mình sẽ dùng chổi to để quét đều nước lên trước. Đây gọi là phương pháp wet on wet. Đơn giản là chồng các lớp lên. Chồng các lớp lên khi mà mình thấy hài lòng. Tiếp theo là màu xanh cho mặt trăng. Cách tô mặt trăng thì mình cũng dùng phương pháp wet on wet. Sau đó mình có dùng cả giấy ăn để thấm bớt nước đi và tạo cái bề mặt gồ ghề của mặt trăng. Đây, bí quyết thần kỳ đây rồi, hộp màu gold, màu trắng siêu to, siêu rẻ ở hiệu sách. Sau đó mình sẽ dùng bút cọ nhỏ để thêm một vài chi tiết cho mặt trăng. Bước cuối cùng để hoàn thiện bức tranh thì mình sẽ dùng một chiếc cọ lông cứng chấm vào màu và vẩy lên. Thay vì chấm bằng bút thì sẽ tạo được những chấm li ti tự nhiên hơn. Độ dày và độ mềm của cọ sẽ cho ra những hiệu ứng khác nhau. Voilà, vậy là hoàn thành bức tranh rồi. Nói thật với các bạn là mình cũng không hoàn toàn ưng ý với bức tranh này lắm đâu. Tại vì chủ đề make up nhưng mà trông hơi bị tiều tụy, mặt thì đầy tàn nhang. Nhưng mà không sao, mình đã tìm ra một câu quote khá là phù hợp. Đằng sau mỗi chiếc mặt nạ là một gương mặt,
thế nên bỏ lớp make up ra sẽ là gương mặt này đây. Và đằng sau mỗi gương mặt là một câu chuyện, là mặt trăng to đùng đằng sau ấy. Mỗi người khi nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật thì sẽ có những cảm nhận khác nhau theo trải nghiệm của riêng mình ấy. Đúng là nghệ thuật là ánh trăng lừa dối.